Thì nói tới sàn Coinbase á, cái thống kê quý 1 rất là tốt các bạn thấy được những thông tin được chia sẻ ngày hôm nay đó. Thì sàn Coinbase á, thu nhập là 3,05 đô la cho một cổ phần. Có nghĩa là tổng thu nhập nó là lên tới 1,8 tỷ đô la. Đương nhiên cái con thu nhập này đó là vẫn dưới con số kỳ vọng là 3,07 có thể nói là chúng ta nhìn vào cổ phiếu của công ty Coinbase khi mà họ đã đưa ra cái thông tin này đó thì thị trường phản ứng như thế nào? thì chúng ta sẽ đi tìm cái cổ phiếu của Coinbase là COIN coin thì các bạn thấy được là sau khi mà đóng cửa lại ở mức là 266 đô đó hôm nay không có sự thay đổi nhiều thì sau khi mà đóng cửa thì Coinbase lại tiếp tục xuống trăm đây là một trong những điều mà nhiều bạn mà tham gia thị trường cổ phiếu cũng đã hiểu là không phải là có thu nhập là giá cổ phiếu sẽ tăng tại vì thu nhập đó cao hay là thấp hơn là thu nhập kỳ vọng đó mới là câu hỏi và Coinbase 3,05 mỗi một cổ phần thu nhập này là thấp hơn 3,07 kỳ vọng của mọi người và chúng ta nói tới đó cái số lượng mà kiếm được từ công ty Coinbase các bạn thấy được là công ty Coinbase đã kiếm được trong cái quý 4 của năm 2020 là 585 triệu trong khi mà quý 1 một năm trước đây đó chỉ có 191 triệu mà thôi nghĩa là công ty Combi thu nhập rất là cao và Tại sao? Tại vì các bạn thấy được là trong vòng một năm qua đó giá crypto cứ tăng cứ tăng và giá càng tăng thì càng thu thêm nhiều người mới tham gia vào và nhiều người mới tham gia vào thị trường này thì sẽ có nhiều người tham gia vào sàn Coinbase và sẽ có nhiều người trade trên sàn Coinbase và 94% của tất cả thu nhập của sàn Coinbase là đến từ giao dịch có nghĩa là mua và bán crypto ở trên cái mạng lưới của Coinbase. Các bạn thấy được đây là một con số rất là lớn, 94% có nghĩa là nếu như mà chúng ta thấy thị trường này đi vào mùa đông đó, những cái crypto đi xuống thì các bạn nghĩ là thu nhập của Coinbase như thế nào cũng sẽ đi xuống theo mà thôi tại vì khi mà mùa đông ập tới, các bạn thấy được thị trường này sẽ ảm đạm hơn, ít người hơn, trading volume cũng sẽ giảm xuống, tất cả đều cũng sẽ giảm xuống hết và sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của Coinbase vì lý do đó đó nhiều bạn nên là có mua Coinbase hay là không thuận thì vẫn suy nghĩ nhưng mà trên căn bản các bạn thấy được là mua cổ phiếu Coinbase hay là các bạn tự mua Bitcoin Premium thì cái sự khác biệt không có nhiều đối với thuận tại vì cũng đi cùng một xu hướng mà thôi các bạn thấy được là cái thu nhập của công ty Coinbase sau khi mà trừ hết những cái chi tiêu đó thì vẫn rất là cao các bạn thấy được là thu nhập trong cái quý mà vừa được thông báo bởi Coinbase là tới 771 triệu có nghĩa là gần 4 lần chúng ta nhìn vào cái quý trước đó và so với là một năm trước đây đó thu nhập đã tăng lên 24 lần đương nhiên điều này như thường đã chia sẻ với các bạn là liên quan đến thị trường bây giờ đang rất là nóng nhiều người quan tâm đến chúng ta bây giờ nói tới một số những thông tin khác đi rồi sau đó thường sẽ chia sẻ với các bạn tình hình on chain của Bitcoin và Ethereum như thế nào thì thông tin kế tiếp Tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là chúng ta ngày hôm nay lại nhận được một cái thông tin có thể là nhiều người cho là thông tin first, thường cũng cho là như vậy tại vì các bạn thấy được thông tin này đó là thông tin liên quan tới sàn Binance à, đang bị điều tra bởi hai cái cơ quan của Mỹ, thứ nhất là Bộ Tư Pháp, thứ hai là Cục Thuế Hoa Kỳ thì à, đây là cái thông tin được chia sẻ bởi Bloomberg nhưng mà các bạn thấy được là Thông tin chính xác đó, khi mà các bạn đọc cái bài viết này thì nói là bây giờ Coinbase thực sự không phải là bị điều tra như là nhiều cái bài viết đăng đăng mà đang được mời hợp tác, có nghĩa là công ty Coinbase bây giờ là phải trả lời một số những cái câu hỏi đến từ hai cơ quan này cũng như nạp một số những giấy tờ. Hiện bây giờ cả hai cơ quan Bộ Tư pháp và Cục thuế Hoa Kỳ vẫn chưa đưa ra bất cứ một cái lời cáo buộc gì liên quan tới sàn Binance hết. Nhưng mà nhiều người đó dựa theo nhiều bài viết thì cho là có thể tại vì sàn Binance đó, liên quan tới một là có thể cho những người Hoa Kỳ giao dịch trên sàn Binance.com, sàn Binance quốc tế. Còn hai đó là có thể liên quan tới cái việc là có thể có những cái tiền dơ bẩn lên trên sàn Binance và thông qua sàn Binance để mà rửa tiền. Thì đây là những cái điều mà được chia sẻ bởi nhiều người. Nhưng mà trên căn bản cho tới bây giờ chúng ta thấy được là dựa theo CG của Binance thì tình hình không như là nhiều người nghĩ bây giờ vẫn chưa có bất cứ một lời cáo buộc nào và đây cũng không phải là lần đầu tiên mà chính phủ Hoa Kỳ đi tìm đến một sàn. Các bạn thấy được là ngay cả sàn Kraken ở Hoa Kỳ cũng được uh, kêu gọi đưa những tài liệu liên quan tới thuế để xem có qua chống thuế hay là không. Và thứ nhì nữa là những cái sàn như là các bạn thấy được sàn Bitfinex Thì đây là một cái sàn mà những cái người chủ sàn cũng đã bị bắt Và tháng 3 năm sau là sẽ ra to Đây là một vụ mà chúng ta cũng nói tới cái tây nhiều tháng cho nên tôi sẽ không có lặp lại Nhưng mà trên căn bản điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là cho dù là những bài viết có để tựa đề như thế nào, các bạn cũng cần phải đọc kỹ bài viết. Cho đến bây giờ, chúng ta vẫn chưa thấy bất cứ một thông tin, một lời cáo buộc nào liên quan tới sàn Coinbase. Và Coinbase là một sàn rất là lớn Các bạn có đã biết gần đây để chi tiêu rất nhiều Về các phương diện là làm sao Để có được cái đội bảo về pháp lý tốt hơn Cho nên mới mướn Brian Brooks Để làm CEO của Coinbase US Như là chúng ta đã nói tới trước đây Thông tin kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn Đó là liên quan tới Tether Nếu như mà ngày hôm nay, ngày hôm qua Không có những cái thông tin lớn liên quan tới Tesla Liên quan tới Vitalik, liên quan tới Binance Liên quan tới một số những thông tin khác thì đây là thông tin rất lớn nhưng mà các bạn thấy được là thông tin này là công ty tether đã đưa ra tài liệu là họ đang lưu trữ tổng cộng là cái số tiền họ lưu trữ đó là lưu trữ như thế nào thì tại sao chúng ta nhận được thông tin này tại sao mà tether đã đột ngột đưa ra cái tài liệu này thì tại vì các bạn có thể nhớ là trong cái cuộc đàm phán với là tiểu bang new york của hoa kỳ thì sau khi đóng phạt đó một trong điều mà công ty tether hứa sẽ làm đó chính là đưa ra cái thông tin là cái tiền lưu trữ như thế nào mỗi quý cho tiểu bang new york kiểm duyệt thì các bạn thấy được là lần đầu tiên chúng ta nhận được những thông tin là cái số tiền mà dự trữ của công ty Tether đó bây giờ dự trữ như thế nào thì các bạn thấy được là chúng ta có cái phần trăm như thế này là các bạn thấy phần lớn đó 75,85% đó là lưu trữ tiền mặt và những cái thứ như là tiền mặt hay là những trái phiếu ngắn hạn hay là những trái phiếu dài hạn các bạn thấy được là trong 75% này đó thì chia ra phần lớn các bạn đọc những cái từ này cũng không có cần phải quan tâm nhiều cái mà mình cần phải quan tâm đó, đó chính là tiền mặt là khoảng 3,87% còn phần còn lại đó các bạn thi được là commercial paper thường đây là những cái có thể gọi là trái phiếu trên 270 ngày hay là các bạn thấy là fiduciary deposit có nghĩa là đây là những cái tài khoản mà thông qua một công ty thứ ba để mà để vào cái tài khoản đó thì chiếm tỷ lệ là 24%, phần lớn là những cái trái phiếu mà có cái thời gian khoảng chừng là 270 ngày trở lên thì là 65%, uh, Reserve Repo Note, đây là một cái giấy nợ mà có cái quy định là sẽ mua lại cái giấy nợ đó chiếm tỷ lệ là 3,6%, còn phần còn lại đó là Treasury Bills, đây chính là công trái phiếu của Hoa Kỳ là 2,94%, có thể nói là phần lớn đó là họ đầu tư vào những cái trái phiếu ngắn hạn có nghĩa là cái số tiền mà lưu trữ ở Tether đó thì 3% là tiền mặt còn lại là những cái trái phiếu dài hạn và ngắn hạn khác nhau nhưng mà các bạn thấy được là cái phần nhỏ hơn đó các bạn thấy là những phần khác như là chúng ta thấy được cũng có một phần đây là cái phần cho những cái số tiền mà công ty Tether cho mượn nhưng mà có thế chấp chiếm tỷ lệ là 12,55% phần còn lại Kế tiếp nữa là họ đầu tư vào những cái trái phiếu hay là những cái quỹ đầu tư hay là những cái loại đầu tư kim loại như là vàng, như là bạc, vân vân là 9,96% và những trái phiếu này đó là trái phiếu công ty chứ không phải như là những cái trái phiếu như là trái phiếu à, của chính phủ và chiếm tỷ lệ là gần như 10% phần trăm còn lại một phần trăm là những cái loại đầu tư nhỏ khác có nghĩa là các bạn thấy được là phần còn lại đó đầu tư có thể đầu tư vì những cái token khác nhau, vân vân thì có thể nói là phần lớn đó công ty thay đời dựa theo thông tin này thì cái phần lớn cái số tiền họ lưu trữ là họ có thể kiếm được lợi nhuận từ cái số tiền đó đây cũng có thể giải thích được là tại sao mà công ty Tether có thể là in tiền Có thể là họ thực sự là có lời từ cái số tiền mà họ lưu trữ Trong cái ngân khố của công ty Tether Và phần lớn đó thì đầu tư theo cách này coi như là không có chấp nhận nguy hiểm cao phần lớn các bạn thấy là lưu trữ một số nhỏ tiền mặt sau đó là những trái phiếu ngắn hạn và dài hạn và đầu tư đó thì không có nhiều thực sự đầu tư đó thì các bạn thấy được là cái con số đầu tư bên đây đó thì chỉ có là khoảng chừng là 10 11 mà thôi đây là thông tin liên quan tới số tiền của Tether kế tiếp cái mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là thông tin liên quan tới Binance bây giờ đã cho các bạn stake đồng IOST thì hiện bây giờ đó staking này đó là mở đầu với cái phần thưởng đó, hàng năm là 27,49% Thông biết là nhiều bạn cũng thích đồng IOST này cho nên Thủ mang thông tin này với các bạn Bây giờ chúng ta hãy nói tới một số những cái thông tin on-chain mà nhiều bạn hỏi thường trong vòng mấy ngày qua Tình hình on-chain như thế nào? Thì trước hết chúng ta nhìn vào tình hình của Bitcoin nạp vào và rút ra đi thì chúng ta thấy được là đây là mỗi ngân nến là mỗi ngày thì các bạn đã thấy được là tình hình thì ngày hôm qua có một số lượng lớn bịch khôi nạp vào so với rút ra nạp vào nhiều hơn rút ra là 26,2 ngàn bịch và ngày trước đó thì lại có nhiều bịch rút ra hơn là nạp vào nhưng mà trên căn bản ngày hôm qua thị trường rất là xấu thì có thể là nhiều người rất là hoảng loạn cho nên có nhiều người nạp bịch khôi lên trên những cái sàn giao dịch cũng không nhiều là quá lạ nói chung đó thì các bạn thấy được là cái đường màu đỏ này là có bao nhiêu bịch khôi trên những sàn giao dịch thì thì bạn thấy được là cái đường màu đỏ này thì có xu hướng là đi xuống nhưng mà trong thời gian gần đây đó từ có thể nói là cuối tháng 4 tới bây giờ trong 2-3 tuần qua thì đúng là chúng ta thấy có thêm một số lượng Bitcoin xuất hiện trên những cái sàn giao dịch. Và nói chung luôn chứ không phải là nói riêng là sàn giao dịch Spot hay là giao dịch Future hay là giao dịch Margin, đây là nói tổng cộng hết những sàn giao dịch thì các bạn thấy là tuy là có cái số lượng Bitcoin nạp thêm lên trên sàn nhưng mà trên căn bản cái sự tăng trưởng này vẫn chưa đáng kể chúng ta thấy được là có thể là nhiều người lo lắng nhưng mà đây cũng không phải là điều xấu như mình đã chia sẻ với các bạn có nhiều người yếu tay đưa bitcoin của mình lên trên sàn để mà bán thì chúng ta sẽ thấy những bitcoin đó sẽ đi vào những người mà mạnh tay hơn thì họ sẽ có thể nắm chặt bitcoin hơn và không có dễ dàng bán tháo không dễ dàng hoảng loạn và cái sự việc liên quan tới công ty Tesla và Elon Musk đó, thì thật ra mà nói là có nhiều bạn hỏi thường là tại sao mà công ty Tesla và Elon Musk lại ảnh hưởng đến thị trường crypto như vậy trên căn bản đó thì không thể ảnh hưởng nhiều như vậy Chỉ có là các bạn thấy được là công ty Tesla mua 1,5 tỷ đô la Cũng không phải là con số cực kỳ lớn Các bạn thấy là nhiều công ty khác như là công ty Microsoft chỉ mua cái số lượng lớn hơn nhiều Thì cái sức ảnh hưởng cũng không bằng Lý do tại vì Tesla là công ty nổi tiếng Và Elon Musk là một người mà các bạn thấy là trên Twitter có hơn 50 triệu người theo dõi Cho nên sức ảnh hưởng mới nhiều như vậy Nhưng mà khi mà Elon Musk coi như đã không có muốn nói tới Bitcoin nữa Thì cũng là một điều tốt để chúng ta có thể tách rời đây là Musk và bitcoin ra đây cũng là một cái điều mà các bạn cũng cần phải suy nghĩ đến là một điều mà không hẳn là xấu là một điều mà cũng thấy rất tốt. Chúng ta nhìn vào tài liệu tương tự nhưng mà chúng ta chỉ nhìn vào những cái sàn spot như những cái sàn mà các bạn có thể mua bán mà thôi chứ không phải là hợp đồng thì các bạn thấy được là cái tình hình đó, trên những cái sàn spot đó, thì vẫn tiếp tục là bitcoin biến mất đi. Có nghĩa là nhìn chung đó chúng ta nhìn những cái sàn mà cho margin cho futures thì có thể là các số lượng bitcoin trên những sàn đó tăng lên nhưng mà trên căn bản trên cái sàn mà các bạn chưa thể mua và rút ra đó thì các bạn thấy được là số lượng bitcoin vẫn tiếp tục và tiếp tục được rút ra và các bạn nghĩ là những người mà đầu tư lâu dài thì họ mua ở sàn nào đương nhiên là phần lớn sẽ mua spot và sau đó các bạn thấy được là tinh thần là bị rút ra khỏi sàn cho nên bitcoin ngày lại càng biến mất đi trên những cái sàn giao dịch đó là sự thật và vẫn tiếp tục đang xảy ra chúng ta nhìn vào cái tài liệu ở trên sàn Coinbase Pro đi sàn Coinbase Pro này là cái sàn mà các bạn có thể biết là những công ty lớn như là công ty Square, công ty Meta, công ty MicroStrategy dùng để mà thu mua Bitcoin thì các bạn thấy được là mỗi lần mà cái đường màu đỏ này tăng lên như là có rất nhiều Bitcoin rời khỏi sàn này và các bạn thấy được là gần đây nhất là ngày nào đó chính là ngày hôm qua ngày hôm qua các bạn thấy là có 10.000 Bitcoin rời khỏi sàn Coinbase Pro có mức giá là 49.200 thì nhiều người cho đây là cái dấu hiệu là chúng ta thấy cái sự hỗ trợ đến từ những tổ chức đầu tư, những người à, có lòng tin và mua số lượng lớn Bitcoin, mua số lượng này và đem ra khỏi sàn. À, cái mức giá là 49.100 đô. Đây là một điều rất là tốt. Chúng ta sẽ tiếp tục xem cái biểu đồ này coi có tiến triển như thế nào. Kế tiếp thì các bạn thấy được là tình bây giờ đó thì cái funding rate trên những sàn giao dịch gần như đã muốn trở về số 0. Có nghĩa là các bạn thấy được là funding rate đó thường thì bên nào mà có nhiều lệnh sẽ trả cho ít lệnh. Có nghĩa là nhiều người loan thì cái số tiền đã phải trả cho... Cái bên short Funding rate Theo nhiều bạn Còn gọi là cái phía qua đêm đó, Thì bây giờ đương nhiên là Đi về xu hướng là số 0 Có nghĩa là Nhiều trader bây giờ Rất là cẩn thận Họ không có muốn Quá manh động bây giờ Cho nên không có dám Lấy nhiều lệnh long Hay là lấy nhiều lệnh short Tất cả những cái trader phần lớn bây giờ thường nghĩ là đang cẩn thận xem tình hình như thế nào à, kế tiếp thì các bạn thấy được là chúng ta cũng có những cái đợt mà có nhiều những cái đồng ổn định được đưa lên trên sàn các bạn thấy được là gần đây nhất đi đừng zoom vào các bạn thấy rõ hơn thì cũng ở những cái lúc như là các bạn thấy bitcoin xoay quanh 50 000 đô đó thì có nhiều giao dịch đẩy đồng ổn định lên trên những cái sàn giao dịch đây cũng là một điều rất là tốt có nghĩa là ở mức là khoảng chừng 50 000 thì Đương nhiên có nhiều những nhà đầu tư riêng lẻ đẩy đồng Bitcoin của mình lên trên sàn Cũng ở cái mức đó các Bạn thấy được là 49 năm uh, 50.000 thì cũng có dấu hiệu là nhiều Bitcoin được rời khỏi sàn Cũng như là có dấu hiệu là nhiều người đẩy đồng ổn định lên trên sàn dịch Ở cái mức là 49.000, 50 000. Và bây giờ chúng ta thấy được là chúng ta vẫn đang ở mức là 49.500 Đây là một cái mức chúng ta xem coi có giữ được trong vài ngày tới đây hay là không Và chúng ta nhìn vào Ethereum thì tình hình khác biệt không một chỗ là bây giờ Ethereum tính hết tất cả các sàn Ethereum vẫn tiếp tục và tiếp tục mất đi trên những sàn giao dịch có thể nói là Ethereum mặc dù là giá cả đã bị đẩy trở về ở mức là 3.800 đô hiện bây giờ sau khi đặt đỉnh là khoảng 4.200 4.300 đô thì các bạn thấy được là Ethereum vẫn tiếp tục và tiếp tục mất đi trên sàn không có dấu hiệu là có nhiều Ethereum đưa lên trên những sàn giao dịch và nói tới Ethereum thì các bạn thấy được tình hình rất khác không một chỗ là tính trong vòng mấy ngày qua các bạn thấy được là cái số ngày mà có nhiều Ether rời khỏi sàn hơn là nạp vào rất là nhiều. Có thể nói được là có ai đó đang thu mua nhiều Ethereum dựa theo quan sát của Thuận trong thời gian mà nhiều tháng qua. Và Thuận cũng là một trong những người mà rất là tin tưởng vào tương lai của Ethereum như Thuận đã chia sẻ với các bạn trong những cái video trước đây. Và đây là những cái thông tin nổi bật ngày hôm nay, ngày 13 tháng 5 năm 2021 mà Thuận muốn đem đến cho các bạn. Thuận hy vọng là các bạn nhận nhiều, nhiều giá trị trong cái video này và những người nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng capital các bạn có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này tìm thấy những cái ưu đãi như là các bạn có thể nhận được 20% giảm phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn binance cũng như là các bạn có thể nhận được bonus khi mà tham gia vào sàn margin nổi tiếng bybit bonus lên tới 1.610 đô và gỡ tiết kiệm lãi suất lên tới 15% hay là sàn probit của Hàn Quốc một sàn mà cũng thường hay tài trợ kênh của Thuận Capital và cũng như vậy sàn Linex một sàn mà có thể hỗ trợ những mà nào mà sống ở Việt Nam mua bán đồng trực tiếp bằng đồng Việt Nam sàn MT đây là một cái sàn margin có hỗ trợ copy trade cũng như là sàn FTX sàn Binance US đây là một sàn mà dành cho những bài nào mà sống ở Hoa Kỳ mà muốn mua nhiều altcoin thì sàn Binance US là một lựa chọn bản thân cũng đang sử dụng cũng như là sàn Coinbase như bạn cũng đã biết và đương nhiên ứng dụng BlockFi ứng dụng lending có lãi các bạn có thể nhận được lãi hàng tháng nếu như mà gửi những đồng như là Bitcoin, Ethereum, Litecoin vân vân thậm chí đồng link cũng được và các bạn có thể nhận được bonus lên tới 250 đô và đương nhiên crypto khoan đây là ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on-chain mà chúng ta thường hay sử dụng và thường hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video ngày hôm nay và thường sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn